Chào quý vị đến với chương trình Trực Chuyện TV. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2023. Sự có mặt của các nguyên thủ và những người đại diện của các quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ trong 21 nền kinh tế lớn của cái khối APEC có mặt ở tại thành phố San Francisco để mà dự cái hội nghị thượng đỉnh. Ngày hôm nay về phía Việt Nam cũng đã cái phái đoàn của Việt Nam dẫn đầu là ông Chủ tịch nước Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng cũng đã có mặt từ ngày hôm qua là ngày 14 tháng 11 năm 2023. Và đối với những người trong cái cộng đồng đó, và chúng ta thấy những người mà họ chống đối, những người trong cái lực lượng cờ vàng, thì trước đó 1 2 tuần cũng đã đưa ra những cái sự thông báo kêu gọi ngày hôm nay là cái ngày mà sẽ tập trung để mà lên San Francisco và biểu tình. Trong đó có hai cái cộng đồng lớn, đó là cái cộng đồng ở miền Nam California. Và cái lời kêu gọi chúng ta thì thấy xuất phát từ ở phía bên nhóm của ông Phan Kỳ Nhân. Và chính chúng tôi thì cũng đã đưa cái lời phát biểu của ông Phan Kỳ Nhân kỳ đó. Kêu gọi ngày 15 Tây, tức là ngày hôm nay, buổi sáng sớm những người mà có mặt thì sẽ đi một cái chiếc xe lên Bắc California, tập trung với những người ở trong miền Bắc California để mà đi đến một cái khu vực, một vài cái đường phố ở trên San Francisco gần cái nơi mà diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh để mà căng biểu ngữ, để mà căng cờ vàng, để mà đưa ra cái tiếng nói và người ta thực hiện cái việc gọi là biểu tình. Thì nhiều câu hỏi các bạn được đặt ra là ngày hôm nay biểu tình đông hay không, và ngày hôm nay biểu tình có diễn ra hay không, và người ta tập trung được bao nhiêu người và nó diễn ra như thế nào. Thì có thể nói rằng có hai nhóm, một nhóm ở miền Nam. Nhóm ở miền Nam đó thì được xác định rằng đi lên miền Bắc California cũng chỉ khoảng chừng mười mấy người thôi, cũng chỉ gói gọn trong một cái chiếc xe gọi là 15 chỗ. Trong khi đó thì ở miền Bắc cũng là một nhóm, rồi chúng tôi cũng không biết là khoảng bao nhiêu. Theo những hình ảnh mà bây giờ mà quay được đó thì xác định có khoảng chừng 30 40 người, nếu như không lầm là khoảng cỡ đó, và cộng với cái nhóm ở trong miền Nam đi lên cũng khoảng 15 người, nghĩa là tối đa cũng khoảng chừng 50 60 người, nhưng mà không biết là cái con số chính xác là như thế nào. Thì đây là một số những cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái cuộc tập họp ở tại San Francisco, gọi là cái vườn Việt Nam. Đối với những người mà trong cộng đồng chống cộng, cho biết là một cái chiếc xe bus màu trắng đã được chuẩn bị sẵn, và đây là những người mà có mặt đây, những cái người có mặt là những băng rôn, nó đã như vậy. Chúng ta thấy là không có nhiều lắm, thì số lượng người chắc là có khoảng chừng mấy chục người thôi đó. Chúng ta thấy đây, chúng ta phải nhìn kỹ nè, thì đó đó là toàn bộ những cái người mà đang chụp hình trước khi mà lên xe bus á, cũng gói gọn trong một cái chiếc xe bus mà thôi. Cho nên nhiều bạn đặt cái vấn đề là có bao nhiêu người, thì chúng tôi xác định rằng là có khoảng chừng đó người. Và thêm ở phía bên miền Nam California, thì miền Nam California thì có một cái chiếc xe bus thì có những cái bài báo cũng đã đăng và đưa ra những cái thông tin liên quan đến cái việc này. Ví dụ như ta thấy là biểu tình phái đoàn của Võ Văn Thưởng. Đài cái chương trình VOA hả? VOA là VOA đó, cũng đã nói rồi, biểu tình phản đối phái đoàn của ông Võ Văn Thưởng và chụp những cái hình ảnh ở trong đó. Trong khi đây thì xác định rằng Từ đây 3 giờ. những hình ảnh mà nói là từ 3 giờ sáng thì ở tại cái vùng mà Phước Lộc Thọ đó, thì người ta chuẩn bị cái chiếc xe này, và cái chiếc xe này thì tập trung ở tại cái đền Thánh Trần và đi lên để mà đưa người đi đi lên miền Bắc California đó. Thì ở phía miền Nam thì cũng chỉ đi như vậy thôi chứ cũng không có cái gì đặc biệt. Và ở tại hiện trường đó thì chúng ta thấy là có những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc biểu tình thì cũng đã đưa lên rồi, và những cái thông điệp mà đưa ra của những người biểu tình trong cái lực lượng cờ vàng đó thì cũng là nói về dân chủ nhân quyền mà thôi, nói về các cái hoạt động dân chủ nhân quyền của Việt Nam, và muốn gửi gắm đến ông chủ tịch nước. Đây chúng ta lướt qua một số những cái hình ảnh này.
Đó. Chỉ là tập trung ở một cái khu vực, đứng ở một cái góc đường mà xung quanh thì lực lượng an ninh người ta đã bao bọc bởi cái hàng rào sắt rồi. Và một số những cái người tham dự làm kể cả miền Nam, miền Bắc California thì cũng chỉ đứng ở chỗ khu vực này thôi. Và chỉ có bao nhiêu đó người đó. Chúng ta thấy rằng thì chúng tôi sẽ thì nếu mà so sánh với cái lực lượng như thế này đó thì chúng ta thấy rằng hình như là nó đã hoàn toàn có một sự chuyển biến rồi, nó hoàn toàn khác xa rất là nhiều so với trước đây. Trước đây trong cái thời kỳ mà ông Nguyễn Minh Triết đi sang đó thì cái cuộc biểu tình kêu gọi nó đông lắm, hàng mấy ngàn người, hàng mấy chục cái chiếc xe bus, mặc dù là ở dưới miền Nam California thôi cũng rất là đông. Bây giờ thì kêu gọi kể cả Nam Bắc California, kể cả nhiều cái hội đoàn, nhiều cụ ở trong miền Nam California phải thức đêm rất là sớm, bởi vì 3 giờ mà có mặt ở đoàn Thánh Trần á để mà đi lên Bắc California thì nhiều cụ, nhất là những cụ mà ở xa. Chúng ta thấy trong hình ảnh này có những cụ mà ở dưới San Diego nữa. San Diego thì cách cái vùng quận Cam lên tới khoảng chừng hơn 1 tiếng lái xe. Như vậy thì những người đó phải thức sớm nè, nhiều khi 1 giờ sáng, nhiều khi là 12 giờ đêm, có khi là không có ngủ được nữa. Và phải chạy lên rồi tập trung rồi đi một cái chuyến xe như vậy. Và cái chuyến xe mà lái từ miền Nam lên miền Bắc California có thể nói rằng 7 tiếng đồng hồ chưa chắc gì tới. 7 tiếng đồng hồ chắc có lẽ là mới tới cái khu vực của San Jose mà thôi. Và cũng chưa đảm bảo là 7 tiếng đồng hồ có thể tới ở miền Bắc California. Tức là từ 3 giờ sáng mà chạy chắc không phải 11, 12 giờ đó mới có thể tới được cái nơi. Rồi tập trung chung với cái nhóm ở miền Bắc California, cái nhóm tại chỗ ở San Jose. Và từ San Jose mà chạy lên cái khu vực biểu tình đó, họ phải mướn cái chiếc xe bus, chúng ta thấy rất là rõ, màu đỏ, màu trắng. Như vậy thì cái chuyến xe bus đó cũng phải chạy cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ đó. Tại vì cái đường ở trong đó thì bây giờ người ta cũng bắt đầu chặn. Rồi nó cũng vấn đề an ninh, vấn đề chật chội và có khi bị kẹt xe nữa. Cho nên là cái thời gian có lẽ là cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó thì chúng ta mới thấy được rằng đó, kể cả hai bên luôn, nhiều cụ rất là vất vả. Khi mà ngồi ở trên xe mà 7-8 tiếng đồng hồ để mà chạy lên như vậy. Rồi xuống đó kết hợp với nhau, đi xuống hô đã đảo, rồi đọc một vài cái suy nghĩ, hô vài các câu khẩu hiệu, xong rồi cuối cùng thì sao, lên xe để mà trở về. Đối với những người trong miền Nam California, trong một cái chuyến xe gọi là 15 chỗ, và khi mà trở về đó thì chắc chắn cũng phải chạy là 2-3 giờ là phải lên xe rồi. Lên xe để làm chi, nếu mà đi về ở lâu quá mà 5-6 giờ chiều mới về thì phải chạy xuyên đêm rất là nguy hiểm. Đường Nam Bắc California có những cái khu vực đèo dốc. Và cái tháng này là cái tháng đã chuyển lạnh rất là nặng. Và có nhiều cái bất trắc, có nhiều cái rủi ro ở trên các cái đèo á, nhiều khi chúng ta không có biết được. Và đặc biệt là có những cái thời điểm nó bị tuyết rơi nữa. Chúng ta nhớ cái sự kiện hồi năm ngoái khi mà chúng tôi đi dự cái hội Va Ba của ông Đào Bích Dương tổ chức đó. Có nhiều người mà được mời từ miền Nam California mà đi cái đường xa lộ số 5 đó, họ đã không đến nơi được. Bởi vì cái đường nó bị đóng ngay trong cái ngày hôm đó thì tuyết nó rơi, và ngay trên cái đường đèo đó là tuyết đặc hết, cho nên là không có an toàn và cảnh sát đã phải chặn cái đường đóng luôn, không cho xe lưu hành luôn, không cho xe lưu thông, và nhiều người không đến được cái hội nghị là như vậy. Chính vì cái điều đó mà thường á, thì tuyết mà ở Mỹ họ gọi là cái từ IC đó thì đa phần là nó diễn ra là buổi tối, nó diễn ra vào cái ban đêm. Và như vậy thì càng phải đi về sớm. Nghĩa là sao? Chỉ là đi ngồi lái xe và đi trên một cái đường dài rất là nhiều, cả chục tiếng đồng hồ để mà đến cái nơi, rồi sau cuối cùng thì chỉ đứng đó căng cờ vàng la lối được một chút, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì bắt đầu là leo lên xe để trở về lại.
và tiếp tục cái cung đường là phải ngồi 7-8 tiếng đồng hồ nữa mới về tới nơi. Nghĩa là cả ngày ngồi ở trên xe để mà cuối cùng ngồi đi xuống để mà kết hợp và chỉ biểu tình như vậy thôi. Thì ngày mai đó thì theo như cái thông báo của cái nhóm biểu tình ở bên miền Bắc California thì họ cho rằng ngày mai vẫn tiếp tục để mà biểu tình. Tiếp tục đến cái hiện trường là cái khu vực mà ở gần cái khu vực diễn ra cái hội nghị APEC. Và 8 giờ sáng ngày mai thì cái nhóm đó vẫn trở lại. Nghĩa là những hình ảnh mà chúng ta thấy hồi nãy đó thì ngày mai sẽ còn ít hơn, bởi vì không có cái 14 người, 15 người của cái chiếc xe mà từ miền Nam California đi lên. Bởi vì người ta đã đi về rồi. Ngày mai người ta không có tiếp tục biểu tình nữa. Chính vì cái điều đó mới cho thấy rằng cái xu thế và cái hướng mà những người mà chống đối, những người mà biểu tình căng cờ vàng đó, nó càng lúc nó càng thưa thớt, nó càng lúc nó càng ít ỏi, và nó càng lúc nó thấy rằng có lẽ rằng cái cộng đồng nó đang quay lưng lại. Đây là một cái thực tế. Có lẽ nói những cái điều này thì những cụ cờ vàng có khi cũng rất là buồn, có khi cũng tủi thân, nhưng mà lịch sử nó đã đổi khác rồi, thực tế nó đổi được khác. Chúng ta thấy rằng ở trên miền Bắc California, miền Bắc California, cái vùng San Jose, cái vùng San Francisco, cái vùng mà gọi là Union, hay là ngay cả ở Oakland đi nữa, xung quanh những cái khu vực đó người Việt sống rất là đông, người Việt mà gọi là nhân dân cờ vàng cũng sống rất là đông, gọi là người Việt tị nạn cũng rất là đông. Họ đi lên đó thì cũng chỉ khoảng có nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ. Và nếu như mà cái phong trào chống cộng, cái phong trào mà biểu tình, cái phong trào mà chống đối mà nó hữu hiệu đó, nó cảm thấy là thuyết phục được đó, thì cái số lượng người không phải như vậy. Người ta đi hàng ngàn người, 20-30 cái chiếc xe đò chưa chắc gì đủ nữa, chứ đừng có nói chi mà nó chỉ là như vậy. Chúng ta thấy rằng chính vì cái sự mà ít ỏi đó cho thấy là cái phong trào chống cộng, phong trào biểu tình có lẽ nó đi vào cái ngõ cụt. Đây là cái điều mà chúng ta phải nhìn nhận rất là rõ về cái thực tế. Và những cái hình ảnh đó thì cho thấy rằng nhiều cái kẻ mà hoạt náo hay là chống cộng bằng mồm dữ dội ở trên mạng xã hội thường hay lên YouTube rồi múa may rồi kiếm tiền, kiếm view, kiếm like nữa trên mạng xã hội đó, hoặc là gây quỹ kiếm ăn, bán nón, bán cờ, bán đủ thứ, thì không thấy nó xuất hiện ở trong cái hiện trường này, không bao giờ thấy nó ra để mà biểu tình cả. Ngày hôm nay thì San Francisco, buổi sáng ngày hôm nay cũng đã có mưa rồi và trời rất là lạnh, cho nên là rất là tội những cái cụ già, những cái cụ vì cái sự thù hận, cái sự mà ác cảm với cái chính quyền của Việt Nam, và cũng trông chờ cái sự thay đổi của đất nước Việt Nam, và họ mong muốn rằng Việt Nam là gọi là không cộng sản gì lắm, hay là có dân chủ nhân quyền theo như cái suy nghĩ của họ. Cho nên là họ đã phải cất công, đã phải làm rất là nhiều việc để mà có cái sự có mặt. Và cái sự có mặt ở mình ở trong cái gọi là biểu tình đó đó, thì họ cho rằng đó là một cái công sức đóng góp, một cái hơi thở cuối cùng, một cái sự đóng góp nhỏ nhoi để mà cho cái phong trào mở ngoặc kép ra là đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, thay đổi thể chế Việt Nam. Họ mơ ước như vậy. Nhưng mà bây giờ thay đổi thể chế gì mà nhìn chỉ có 50 người, 40-50 người như vậy, toàn là những người già, không thấy một cái người trẻ nào cả, không có thấy một cái đứa nào 20 tuổi, 30 tuổi, con cháu các cụ đâu, tại sao không đi, và không có một cái kế thừa. Và những cái lời kêu gọi nó càng lúc nó càng vô vọng, đến nỗi mà bây giờ chỉ ngồi gói gọn trong một cái chiếc xe bus như vậy. Chúng ta thấy rằng không ngờ luôn đó. Trước đây khoảng chừng 2 tuần, khi mà chúng tôi nhận được những cái thông báo, nhận được những cái lời kêu gọi, và chính là tại chỗ ở tại đền Thánh Trần, khi mà chúng tôi thấy ông Phan Kỳ Nhân và ông Lê Đình Hữu, cái người mà nhân danh rằng là cộng đồng người Việt toàn Mỹ luôn đó nha, mà kêu gọi người ta đi mà người ta cũng không có đi bao nhiêu hết. Bất ngờ thiệt chứ, miền Nam California lên có mỗi cái chiếc xe, mà chiếc xe có 14 chỗ. 14 chỗ thì cái xe đó cũng giống như xe gia đình. Xe gia đình thôi thì nhiều khi là những cái xe gia đình mà 7 chỗ, 10 chỗ là cái chuyện bình thường.
thì xe 14 chỗ là cũng thuộc loại là xe gia đình. Nhiều cái gia đình ở Mỹ người ta cũng mua cái xe giống như vậy, bởi vì họ thường thích những cái xe như vậy, làm nhiều khi chở người 4 5 người, rồi ở phía sau thì họ họ làm để mà chở đồ, chở ra được nhiều vật dụng, và bởi cái thùng xe nó rộng nó dài, cho nên thì cái việc mà 14 người không phải là hội đoàn, không phải là một cái tổ chức, không phải là một cái cộng đồng, không phải là lực lượng chống cộng, không phải cái gọi là cái gì quỷ quan chống cộng sản tay sai tay xiết gì, rồi nào là cộng đồng Nam California, cộng đồng gì San Jose, cộng đồng Bắc California, cộng đồng này đủ thứ cộng đồng cộng đoàn, căng biểu ngữ lên, căng cờ vàng dữ dội, la lối sùm, cuối cùng thì tính ra không được bao nhiêu người hết. Cho nên có thể nói rằng so với những cái thời kỳ trước đây, so với 20 30 năm về trước, và cụ thể như so với cái lần mà biểu tình ở Dana Point đó, nó cũng lâu rồi, hình như năm 2000 lẻ mấy đó, đến bây giờ cũng đã gần 20 năm rồi, nó đã hoàn toàn khác xa. Và càng lúc cái phong trào chống, phong trào mà biểu tình, cái gọi là chào đón phái đoàn cộng sản, hay là biểu tình chống phái đoàn cộng sản, giống như là hôm nay thì những cái bài báo như là VOA họ đăng đó, là biểu tình phản đối phái đoàn của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại APEC, thì phản đối cái gì, trong khi cái lời mời của chính phủ Hoa Kỳ, thậm chí là ông Võ Văn Thưởng mà có mặt ở tại Mỹ là căn cứ theo cái lời mời của ông Joe Biden, là ông tổng thống của Hoa Kỳ, và đến đây để làm ăn, để mà kết nối với nhau. Và sự kết nối làm ăn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là để giúp cho cái người dân Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp cho cái sự thịnh vượng của cái đất nước Việt Nam, và trong đó thì những cái đồng hương của chúng ta, những cái đồng bào chúng ta sẽ hưởng lợi. Ngày hôm qua đó, ở tại qua tỉnh Đốn, thì một cái cuộc gặp gỡ giữa ông Widodo làm tổng thống của Indonesia và ông tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, và hai bên gặp nhau và hai bên đã chính thức ký kết và tuyên bố một cái gọi là nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện, tức là Mỹ cũng đã nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia. Và Indonesia thì chúng ta đã biết rồi, một cái anh cả trong cái khu vực Đông Nam Á, một cái đất nước mà có cái thu nhập quốc dân rất là cao, hơn 1.000 tỷ Mỹ kim, và dân số thì hơn gấp đôi Việt Nam, 250 triệu, và đất nước rộng lớn hơn Việt Nam, và đó là một cái đối thủ cạnh tranh rất là quan trọng đối với Việt Nam. Và dĩ nhiên rằng với cái xu thế mà toàn cầu như hiện nay, với cái chính sách gọi là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, thì Mỹ cũng coi trọng Việt Nam, nhưng mà Mỹ cũng đánh giá là Indonesia một rất là quan trọng, một cái nơi mà gọi là thay đổi, hay là đúng hơn là Mỹ muốn cái kiểu mà đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng, nghĩa là sao, những cái hãng xưởng ra khỏi Trung Quốc rất có thể là sẽ đến Việt Nam, nhưng mà cũng có thể đến Indonesia. Và hai bên ngày hôm qua hợp tác với nhau thì cũng đưa ra những cái tuyên bố, trong đó có sự hợp tác trong cái lĩnh vực về đất hiếm, về vấn đề công nghệ cao, cũng y như đối với Việt Nam như vậy. Cho nên là chúng ta cũng biến đổi khí hậu cũng nhiều vấn đề lắm. Những vấn đề mà Việt Nam quan tâm, những vấn đề Việt Nam mà ký kết với Mỹ, thì Indonesia cũng bây giờ họ cũng thách thức như vậy. Có lẽ rằng họ đã vội vàng, họ đã phải tranh thủ để mà gần với Mỹ, khi mà họ thấy rằng Việt Nam đã rất là nhanh chóng hồi tháng 9 nâng cấp với Hoa Kỳ. Và chính vào trong cái thế mà cạnh tranh vô cùng ác liệt như vậy, và cái hội nghị APEC này là cái hội nghị để tìm cơ hội làm ăn. Các cái doanh nghiệp chúng ta thấy là đa phần là những cái doanh nghiệp, đa phần là những cái quan chức trong các cái lĩnh vực ngoại giao, lĩnh vực mà cũng là ngoại thương, vấn đề là làm ăn với nhau, đầu tư với nhau, chứ không phải là hợp tác gì cái vấn đề quân sự hay chính trị gì dữ dội. Và cái tổ chức này là tổ chức thương mại, và dùng những cái từ diễn đàn và cái từ kinh tế châu Á Thái Bình Dương, do đó nó tạo cái công ăn việc làm cho những người trong khu vực. Và cái chủ đề năm nay của ông Tập Cận của ông Joe Biden cũng ghi rất là rõ như vậy, đảm bảo cái sự ổn định thịnh vượng chung rất là rõ ràng, và coi như là cường thịnh đó. Chính vì những cái điều đó cho thấy rằng những người mà họ chống đối cái sự hiện diện của ông chủ tịch nước Việt Nam, chống đối ông Võ Văn Thưởng đến Mỹ,
chống đối phái đoàn của Việt Nam tại APEC, rồi yêu cầu phải có những cái sự phát biểu đó trong cái cuộc biểu tình đó. Có những người nói là thôi bây giờ là Việt Nam cái từ bỏ đi, bỏ cái vai trò lãnh đạo gì đó, hay là từ bỏ luôn cái vị trí của Đảng Cộng sản, thay đổi đi, trả lại quyền cho dân gì các thứ, họ nói lung tung. Trong khi đó là chúng ta biết một cái xã hội thì phải có cơ chế, có cái ngăn nắp, có cái trật tự kỷ cương. Và cái trật tự kỷ cương mà một số những cái người mà họ chống cộng đó, họ nói rằng là tà quyền, họ nói rằng Đảng Cộng sản lãnh đạo là không thể chấp nhận. Nhưng mà ngược lại thì sao? Ở Mỹ và trước mắt là trong cái khối APEC này 21 các cái nước và vùng lãnh thổ này họ đều thừa nhận cái đất nước Việt Nam. Họ thừa nhận cái cơ chế của Việt Nam, ông Tập Cận Bình cũng thừa nhận, ông Joe Biden cũng thừa nhận. Cách đây không lâu, hai tháng thôi, ông Joe Biden nói rằng là tôn trọng thể chế của Việt Nam, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng pháp luật của Việt Nam, tôn trọng cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ngồi lại công tay ký cái thỏa ước nâng cấp đối tác chiến lược toàn diện với ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, và ký tại Ba Đình, một cái trung tâm chính trị đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Việt Nam. Cho nên thì có lẽ rằng mọi cái thứ suy nghĩ theo cái kiểu nó cũ đó, nó đã trở nên trơ trọi, nó trở nên lạc lõng, và chính vì có lẽ chính vì những cái điều đó mà cái sự ủng hộ nó ít đi. Bây giờ đó mà kêu gọi Nam Bắc California, một cái sự kiện APEC là sự kiện lớn nhất của California, của cái San Francisco tính tới thời điểm hiện nay, mà kêu gọi chỉ mỗi có một chiếc xe bus thôi, cũng chỉ khoảng có 50 người thôi có mặt tại tại hiện hữu thôi, một vài các YouTuber mà là chống cộng quay rồi đưa lên lung tung, chứ còn nhìn xa hơn thì chúng ta thấy thua rồi. Chính vì cái điều này đó cho nên mới lý giải là tại sao trong hồi năm ngoái, không phải là năm ngoái mà cách đây mấy tháng, hồi tháng 9, khi mà ông thủ tướng của Việt Nam là ông Phạm Minh Chính sang thì không thấy một cái đoàn biểu tình nào cả. Người ta tập trung ở tại một cái khách sạn cũ thôi, khách sạn mà hồi năm ngoái ông Chính cũng đã đến, cũng dự ở đó, đâu có gì mà khác lạ đâu. Nhưng mà không thấy lực lượng biểu tình cờ vàng nào cả. Và hồi năm trước cũng vậy, cũng không thấy biểu tình. Và thậm chí có lúc biểu tình thì lại biểu tình sai. Khi mà người ta tập trung á ở một cái khách sạn, ở tại một cái hội nghị ở trong cái vùng San Francisco, thì cái đoàn biểu tình lại đi tập trung biểu tình ở ở cái lãnh sự quán. Lãnh sự quán là lúc đó có ai? Giống như bây giờ thì hiện giờ làm cái phái đoàn của ông Võ Văn Thưởng, người ta đang làm việc rất là cật lực, thí dụ như đang tập trung ở một khu vực nào đó để phục vụ cho cái hội nghị APEC và những cái hoạt động bên lề của APEC, thì nhân viên lãnh sự là những người mà họ giúp việc là tổ chức cho cái sự kiện này thành công thì họ đã tập trung sử dụng những cái nhân lực qua bên đó hết rồi, còn ai ở bên tổng lãnh sự nữa mà để mà đi biểu tình, nếu mà còn đi nữa cũng một vài các nhân viên lãnh sự thôi. Như vậy thì biểu tình làm cái gì, biểu tình có ai xem đâu. Cho nên thì chắc có lẽ cũng vì cái lý do đó mà chúng ta thấy rằng lần này, ngày hôm nay thì họ biểu tình ở trên đường phố. Biểu tình ở trên đường phố thì với cái số lượng mà 50-60 người đó thì nó hoàn toàn lạc lõng, nó hòa chung vào trong cái nhóm của cái người của Trung Quốc. Người Trung Quốc thì họ tập trung rất là nhiều, họ chiếm tới mấy cái lóc đường. Và số lượng của họ là hàng trăm người, thậm chí là có thể hàng ngàn người nữa, mà trong đó thì những người mà ủng hộ cho Trung Quốc thậm chí là đông hơn, những người mặc áo đỏ, những người mang cờ đỏ, những người mang cái cờ mà của Trung Quốc Cộng sản hiện giờ, và họ đi họ chiếm cả một cái khu vực, họ băng căng những cái băng rôn đó, băng rôn họ cũng chả cần viết tiếng Anh, họ viết tiếng Tàu, mà họ viết tiếng Tàu chúng ta cũng chả biết họ viết cái gì luôn đó. Cho nên thì họ công khai rồi, Trung Quốc bây giờ đang trỗi dậy dữ dội rồi, bây giờ mà đi biểu tình những người Việt Nam này nói là đi biểu tình chống Tàu Cộng, chống Việt Cộng, thì cuối cùng thì chống Tàu Cộng cái gì? Trong khi đó thì chúng ta thấy là Tàu Cộng bây giờ nước Mỹ còn giương tay ra để mà rước vào, ông Joe Biden rước vào, ông Newsom tức nghĩa là ông
thống đốc của cái tiểu bang này còn ra tới cái sân bay để mà đón Tập Cận Bình, vui cười hớn hở để mà mừng quýnh khi mà ông Tập Cận Bình đặt cái bước chân xuống cái tiểu bang California. Bởi vì người ta biết rằng, ông Newsom biết rằng ông Tập Cận Bình, cái bước chân của ông ta ở tại cái tiểu bang này nó sẽ đẻ ra tiền cho cái tiểu bang này. Tiểu bang này cũng đang rất rối rồi, cái nền kinh tế đang bị lao đao rồi, và ngay cả nước Mỹ cũng vậy. Và ông Joe Biden cũng thấy rằng cần phải có làm ăn với ông Tập Cận Bình. Và đối với Việt Nam cũng vậy thôi. Ở cái tầm vĩ mô, cái tầm chính sách giữa Mỹ với Việt Nam thì rất là rõ ràng. Trong khi đó thì có một cái bộ phận những người Việt Nam, đa phần người Việt Nam thì bây giờ người ta không có đi biểu tình nữa. Chúng ta thấy là có những người trước đây biểu tình dữ dội lắm, lúc nào cũng có, kể cả thắp nến, kể cả cầu nguyện, kể cả làm những cái hành động gì đó để mà lên án chính quyền Việt Nam kinh hồn. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta thấy càng lúc càng thưa thớt. Có nhiều người quay đầu, có nhiều người gác kiếm, có nhiều người bỏ nghề, có nhiều người thì nói thôi bây giờ chống cái gì nữa, chống cái gì, chúng tôi đi biểu tình riết. Mà càng lúc càng đi biểu tình chừng nào thì cộng sản càng mạnh, càng đi biểu tình chừng nào thì chính quyền của cộng sản càng củng cố, mà càng đi biểu tình chừng nào thì luật pháp của Việt Nam nó càng hoàn thiện, và càng đi biểu tình chừng nào thì quan hệ Việt Mỹ càng lấn sâu hơn, càng đi vào chiều sâu, làm ăn thăng tiến hơn, công ăn việc làm. Và càng đi biểu tình chừng nào thì ở trong Việt Nam càng lúc càng thay đổi cái bộ mặt, từ nông thôn tới thành thị, nhà cửa, cơ sở vật chất, cái gì người ta cũng thay đổi hết. Và dĩ nhiên người ta thay đổi theo cái tốc độ của người ta, phù hợp với cái tốc độ phát triển của nền kinh tế. Một cái sự mà áp đặt theo cái suy diễn của mình, theo một cái kiểu mà họ nghĩ rằng họ đang hưởng được ở tại Hoa Kỳ, và buộc rằng một cái đất nước mà gọi là có cái thu nhập trung bình thấp như Việt Nam đó mà phải áp dụng như Hoa Kỳ thì làm sao mà áp dụng được. Vấn đề là nhìn vào Việt Nam mà thấy nó có sự phát triển, và cái sự phát triển nó là theo đúng cái định hướng. Dĩ nhiên rồi, nếu mà không có cái sự phát triển á thì ai cũng phải chống rồi. Bây giờ mà làm một cái đất nước thụt lùi, một cái đất nước mà tự nhiên là nó bị thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc, trước đây thiếu ăn thiếu mặc rồi bây giờ lại rơi vào phá sản, rơi và lại còn đi ăn xin ăn trộm nữa, thì lúc đó người ta mới la lối chứ. Trong khi đó thì ngày xưa ở nhà lá không à, bây giờ thì nhà tường hết, bây giờ thì đường xá nó thay đổi hết, bây giờ thì công ăn việc làm nó khác. Dĩ nhiên là vẫn còn đó những cái tồn tại, vẫn còn đó những cái sự thiếu thốn, vẫn còn đó quá nhiều các cái vấn đề mà người ta cần phải có cái sự cải cách, có những cái sự mà đổi mới, có những cái sự hoàn thiện. Nhưng mà cái sự hoàn thiện, cái chương trình đó là người ta có muốn làm hay không? Người ta đã làm, đang làm, người ta đang điều chỉnh. Cái tốc độ mà chậm nhanh là do cái ý muốn của mình. Mình có quyền khen chê, có quyền đề nghị, có quyền chỉ trích. Nhưng mà phải nhìn rằng có cái sự phát triển. Giống như chúng ta mà có những người con hay những người thân trong gia đình cũng vậy. Có những đứa thông minh, có những đứa nó chậm chạp, có những đứa nó tiến triển nhanh, nhưng mà có những cái chúng ta phải nhìn nhận nó tiến triển chậm. Dĩ nhiên nó phải phù hợp chứ, phù hợp với cái tuổi, phù hợp với thể trạng, phù hợp với cái điều kiện nhất định. Trong khi đó là họ chả chấp nhận gì cả. Họ cứ nói những cái lý luận rất là cũ kỹ, những cái lý luận mà của 40 năm về trước, của 30 năm về trước, của 20 năm về trước, và 5 năm trước đây, và ngay bây giờ họ nói giống như hình như vậy. Dân chủ, nhân quyền, tà quyền, rồi nào là đảng cộng sản là nói dối, là sai, là này kia, nó cứ vòng. Cứ như vậy hoài. Cho nên thành ra đó mới là cái lý do mà không có thuyết phục được ai, càng lúc càng không thuyết phục được ai hết, càng lúc bị xa lánh. Và những cái phong trào biểu tình như vậy đó, nó càng rất là ít đi, chỉ còn có mấy chục người, còn 1-2 cái tiểu đội, 3-4 cái tiểu đội, thậm chí 5-6 cái tiểu đội nữa, thì cũng đâu có làm sao đâu. Đó là mai là cái sự kiện này cực kỳ lớn đó nha, sự kiện ông chủ tịch nước ở Việt Nam phái đoàn APEC, đoàn sự kiện có mấy chục nước đến dự các thứ. Còn những cái sự kiện bình thường thì sao, đi đến thăm một cái khu vực nào đó thì sao, một cái cuộc gặp mặt của tổng lãnh sự hay đại sứ thì sao, nó là cần nhỏ xíu. Không lẽ đi biểu tình cái chuyện này lớn vậy mà có 40-50 người, thì cái những cái sự kiện nhỏ nhỏ đó ai đi biểu tình làm cái gì. Cho nên thành ra càng lúc càng bỏ mặt trận hết. Và cũng theo nhiều cái nhận định đó,
nhiều người thì họ cho rằng những cái phong trào mà biểu tình cờ vàng mà chống đối cái gọi là phái đoàn cộng sản, nó càng lúc nó càng đi lùi. Chúng tôi thì nói những cái điều thực tế, chúng tôi nhận định như vậy thôi. Cho nên thì có nhiều người trong cộng đồng họ không thích, có nhiều người trong cộng đồng họ nghĩ rằng chúng tôi là binh vực cho cộng sản, hay là chúng tôi đưa ra những cái điều mà làm cho họ phật ý. Nhưng mà thật ra thì họ, những người mà tinh tế, họ phải thấy rằng cái chương trình nó đã đến lúc như vậy rồi, đã đến lúc là phải có những cái sự thay đổi rồi. Và họ không thay đổi thì cái thế hệ sau này cũng thay đổi thôi. Bằng chứng là trong cuộc biểu tình chúng ta thấy đâu có đứa trẻ đâu, có đứa nào hai mấy tuổi đâu, có đứa nào mà con cháu của các cụ đâu, không có. Đứa nào sinh viên học sinh không, không có, không làm, nó không tham gia, nó không đi vào theo các cụ nữa. Đó mới là vấn đề. Và hôm nay thì chúng ta tạm dừng tại đây và sẽ trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.